hàng tuần em cai trên đôi của em giống em y đúc, sao mình không nhờ nó đóng giả em cho mấy cái show linh tinh để em đỡ mệt. Mang nó về chưa? Ví dụ đi có tiền không, chứ tôi là tôi bận lắm nha. 70 triệu. 100 triệu. Adu. Mà anh biết rồi, con người mà đâu phải thần thánh đâu. Em cũng nghĩ là phải giữ thể diện cho anh hai nữa. Mà nó cứ sạch sạch cái cây vô mặt em hoài. Em quéo nhỏ là hai lần rồi. Con này đặc biệt lắm, nó trắng bóc à. Mà nó múa dữ lắm. Trời ơi, nó quẩy kìa. Tiếc là heo cúng. Con heo nào cúng xong mà ham ăn thịt. Anh hai cho em ăn thịt luôn hả? Làm gì mà anh thở dữ vậy? Đừng hỏi nữa, lên dĩa bây giờ. Em đừng có nói với anh là cái bộ này em quay MV nha. Đâu có, bộ này em đi tắm biển. Mua cho anh liều thuốc an thần. Dạ, để em mua cho cả đoàn. Mày làm cái gì đây vậy Tùng? Em thay anh đưa Trúc về quê. Người yêu của tao mà mày nói là con heo, mày đòi chấm mắm tôm. Cái này mà trộn gà đó là thành cô hồn luôn á. Nhiều lúc anh muốn buông bỏ tất cả để về bên em. Tại vì khi ở bên cạnh em, mọi thứ anh cảm thấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái con quả sĩ lại ám anh nữa rồi. Để anh Dũng lo vụ này cho. Lựa chọn đi, cùng tao bước lên đỉnh vinh quang hay trở lại sớm trọ nghèo nàn để mà mặc sức yêu đương nhăn nhít. Tại sao ai cũng bắt anh phải lựa chọn hết vậy? Ngay cả khi anh và em đều muốn quên, thì ngoài kia có hàng triệu người vẫn nhớ anh là một ngôi sao. Anh hai, đừng bỏ rơi người phụ nữ của mình giống như ba bỏ rơi má. Ngày xưa nếu mày theo ba thì bây giờ mày đã khác rồi, anh sẽ hối hận. Anh mà đóng cánh cửa này lại, hào quang của anh cũng sẽ tắt. Vương Công, bắt làm gì chứ mà không chờ. Bây giờ lấy hết, tao là con người, tao là con người. Em có thể ghét anh nhưng đừng buông tay anh. Để coi được bao lâu.